Vâng. Mời lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác bộ dàn cực kỳ là VIP của hãng Onkyo. Đây là một phiên bản N7 cực cao cấp của Onkyo. Model của nó là N7 EAX anh em nhé. Một phiên bản rất là cao cấp với công suất rất là lớn và chất âm cực hay. Bộ dàn hiện tại bãi về chạy full tất cả các chức năng. Chơi đĩa USB, xin lỗi các bác, chơi đĩa nhá, CD, đọc USB, chơi đĩa MD, chơi AUX có cổng jack 3.5 và đặc biệt là nó có giải mã optical. Đồng thời là giải mã DC luôn các bác nhá. Đấy, tất cả các tính năng đều nó chạy ok. Bây giờ mình sẽ đi test lần lượt các chức năng và nói chi tiết với các bác nhá. Đồng thời con này có tính năng chỉnh bass, treble trên khiển và tỉnh super bass. Rất nhiều các tính năng hay ở cái bộ dàn này. Mời anh em theo dõi hết video và chú ý là không tua giúp em nhá, nếu có ý định đặt hàng nhá. Để anh em có thể biết cách sử dụng và biết được cái tình trạng cụ thể của từng cái tính năng nó như thế nào. Mời anh em trải nghiệm chất âm trước. Em sẽ tháo cái căng ra để anh em quan sát. Vừa rồi là anh em trải nghiệm chất âm của nó qua cổng AUX em nhé. Em đang cắm ở cổng video ở phía sau, cho nên màn hình hiển thị chế độ video anh em nhé. Anh em chuyển các cái hệ khác, ví dụ anh em chơi sang cái giải mã này, anh em ấn lên xuống cho em nhé. Chuyển sang giải mã này, nó sẽ là digital. Đây, đốc trên digital nhé, là chế độ chơi giải mã từ Smart TV xuống. Thời gian còn lại anh cho em tất cả em. Mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất. Ok. Tiếp theo em test đến cái đĩa CD của nó. Em sẽ test một cái đĩa trợ anh em nhé. Mặt đĩa rất là xước. Rất xước này. Đấy. Con này thì dây cora nó hơi bị trùng nhẹ một chút xíu anh em nhé. Anh em sử dụng lâu dài nếu mà da kém thì anh em đi thay dây cora cho em. Rồi em chơi đĩa CD. Đây là một đĩa rất là xước em nhé, xước rất nhiều luôn. Để xem em test cái chủ lên, em test cái mắt của nó xem đọc nó chuẩn đến đâu. Vẫn nhận bài bình thường anh em nhé. Em thử chuyển bài xem nhận nhanh không nhỉ. Rồi, mắt nhận ok. Em chuyển máy 3. Mắt vẫn chơi ok anh em nhé. Đấy, đây là một cái đĩa rất là xước. Đấy. Nhiều khi test dàn em cố gắng test những cái đĩa xước nhất có thể để anh em xem cái mắt còn tốt không. Nếu mắt còn tốt thì chơi đĩa ngon lành thì không phải lo ngại gì cả. Có cái con này dây croa nó cảm thấy nó hơi kém chút xíu nên ra vào hơi chậm. Đấy, nếu mà anh em sử dụng lâu dài mà nó bị
da yếu hoặc không da thì em thay dây Cura cho em là được nhé. Đấy, da thợ thay dây Cura mất khoảng 50-100 nghìn thì thôi. Em test đi MD của nó nhé. MD đây, à đây em đã bỏ đĩa vào rồi. Đây nhé. Anh em bỏ đĩa MD đỏ, bỏ đều tay cho em nhé. Tránh chưa bỏ lệch một bên nó dẫn hiện tượng là lỗi cơ của MD. MD đã đọc bài rồi anh em nhé. MD thì ít khi nó lỗi lắm. MD thì gần như là thì cái đĩa cũng rất là chuẩn. Cái mắt đọc cũng rất là chuẩn. Rồi, các bài nào chuyển đọc rất nhanh. Bài 4. Bài 5. Ok, MD, CD, MD hiện tại đều đang tình trạng rất là ok. Rồi, em hướng dẫn em trở lại cái chế độ AUX của nó nhé. Anh em bấm nút lên xuống này để chuyển về chế độ các chế độ nhé. Nút lên để chuyển về chế độ nhé. Đây, à chế độ còn chế độ USB nữa. Em test nốt cái chế độ đọc USB nó, một tính năng rất hay mà em suýt nữa bỏ qua. Đây, anh em ăn cắm USB ở đây. Đấy, anh em chuyển sang chế độ USB và đợi nó load xong chiếc USB này. Đã load xong anh em nhé. Rồi, đã nhận bài rồi. Em sẽ ấn vào đây để cho nó chạy này. Còn nút play đây này. Đấy, chạy USB. Em chuyển bài nhé. Bài 4 chẳng hạn này. Hiện tại đều chạy ok hết các bác nhá. Còn FM90 thì em không test. Em trở về chế độ là chế độ chơi qua điện thoại đi nhá. Ấn nút lên này để chuyển này. Trên điện thoại anh em ấn cổng video, em cắm cổng video mà. Đấy. Tăng giảm âm lượng ở đây. Hướng dẫn anh em luôn cách chỉnh bass chat nhá, trên dàn này nhá. Bass chat chỉnh super bass, anh em ấn em nút audio nhá để chỉnh super bass nhá. Nó có hai cấp độ này, cấp độ 1 và cấp độ 2 này. Đấy. Thế còn chỉnh bass chat anh em ấn nhầm cái nút DSP này nhá, nút còn giống sao sao ở góc này, đây nút này nhá, đấy bass 2 này, anh em tăng giảm bass anh em lớn sang phải trái phải để tăng giảm bass chat nhá, 3 này, bass mắc con này là 3 nhá, em để 2 thôi, còn chat anh em ấn tiếp nút này lần nữa để ra chat nhá, chat con này mắc là 5 anh em nhá, nhưng dòng unkill chat nó yếu, cho nên là anh nó cài đặt thiết kế cái dàn nó là cải tiến, chat lên tận 5 rồi, bình thường các cái dàn N7 thường nó chỉ đến 3 thôi, cái dàn EX này nó lên tận đến 5, đấy. Mắc nó là 5 nhá. Anh em để 4 thôi, để 5 nó hơi chói. Đấy nhá. Thì bass check ở nút này cho em nhá. Sang phá trái phải để điều hướng bass check cho em nhá. À để tăng giảm bass check cho em nhá. Điều hướng bass check ở nút này. Đây. Đấy nút có chữ DSP này. Còn sao là out thế này nhỉ? Đây nút này các bác nhá. Đây. Còn khóa tiếng ấy ở nút này. Đây để khóa tiếng. Đấy. Rồi, đơn giản cách sử dụng là như vậy nhá anh em nhá. Đây, trước khi dùng điều khiển anh em ấn nhầm cái nút này để nó nhận lệnh điều khiển nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ quay qua cái hình thức tổng quan của cả cái bộ dàn N7X cho các bác nhé. Con này loa dàn đồng bộ anh em nhé. Bãi về tình trạng là đầu máy còn rất là đẹp. Hai loa cũng gần như là rất là đẹp, chỉ có sơ sát nhẹ do vận chuyển của hàng bãi thôi thì không tránh được. Con này bass 13, gân con này là gân vải dòng gân xếp anh em nhé. Rất là bền luôn. Bát lõm, check đo, bát check đều là dòng từ két. Củ tứ bát được bọc chống nhớp đàng hoàng. Rất là, nói chung rất là chất luôn. Đấy, cái bộ dàn N7X này, nó là dòng cao cấp của con kêu. Loa vân gỗ rất đẹp. Có sức sát nhẹ, rồi mà chuyển đấy, kiểu như này thôi. Đấy. Chứ còn không có sức sát gì cả. Loa màu vân gỗ đỏ, gỗ rất đẹp luôn. Em sẽ quay chi tiết từ những gân loa này các bạn nhé. Đây là một dòng gân xếp rất là bền, biên nó đánh rất là lớn, nó ra vào rất là lớn luôn. Gân vải các bác nhé, gân không sợ mục hay tiền sao hết. Đấy. Cái này gân nó bị lỗi nha, nó nảm xuất một tí này, nó lõm vào một tí này. Không ảnh hưởng gì đến biên nó đánh em nhé. Nhắc lại không ảnh hưởng một chút xíu biên nó đánh vào. Em đã test ok lắm rồi. Hai căng nó là màu đen. Đây. Nó tương đối là mới đi. Đây có rách nhẹ đây. Rồi hôm quay cái găng thứ hai luôn. Rồi rách nhẹ tí ở đây. Loa là đẹp. Em quay phía sau luôn các bác nhá.
chỉ có các cái cách vị trí các cái đấu nối. Loa thì thùng vách ok, vung vắn, không vỡ không bể nở. Đầu máy, công suất điện của con này, cái dòng N7 AX là dòng rất là cao cấp, công suất nó lên đến 60W điện anh em nhé, rất khỏe luôn. Đấy, mình in Malaysia này. Đây là cổng sút điện này, anh em có thể trên sút điện đây. Đây là cổng giải mã nhé, giải mã nó có đây, cổng đi đốc digital in này. Đấy. Đấy, còn dưới là cái gì đây? À không phải, dưới là cái lỗ phụ này. Đây anh em chơi AX anh em có thể ấn cổng video và cắm vào cổng tab đều được nhá. Chú ý là cắm vào cổng có chữ in nha. Đấy. Tab vào video đều được. Đấy. Đấy. Sơ sơ là như vậy anh em nhé. Công suất hai loa là 140W, trở kháng của cái cặp này là 4 ohm. Loa đẹp, đầu máy cũng đẹp. Bộ dàn này thì có thể nói là nghe hay và bày cũng rất là đẹp luôn. Anh em có thể bày phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Những bộ dàn mini của Onkyo và những dàn cao cấp này thì nó đánh phòng khách cũng rất là ok nhá. Nó chưa được phòng khách khoảng 25m² trở lại, nghe rất hay luôn. Rất là khỏe. Tiếng thì rất là tách bạch, bass rất là sâu. Bộ dàn này ví dụ anh em có điều kiện ghép thêm con súp thì quá tuyệt vời anh em nhé. Quá hay luôn. Rồi, không để các bác chờ lâu, xin phép báo giá với tất cả anh em những bộ dàn Onkyo model N7 EAX. Loa dàn đồng bộ. Bên Trung Kiên Audio hôm nay bán với giá là 3.400.000 đồng. Anh em chú ý, giá bên em bán đã gồm đầy đủ phụ kiện cho anh em, đó là một bộ đổi nguồn để cho anh chơi điện 100, một dây AUX để anh chơi qua điện thoại máy tính qua jack 3.5, một cái điều khiển để anh em chỉnh bass jack và super bass và đồng thời là tăng giảm âm lượng ở trên điều khiển cho nó tiện lợi nhé. Đấy. Anh em mua hàng thì theo hai hình thức đặt hàng, một là đặt chuyển khoản cọc, hai là chuyển khoản đủ. Nếu như anh em mua hàng chuyển khoản cọc thì cọc giúp em với cái bộ này là 300.000. Còn nếu như anh em mua hàng chuyển khoản đủ luôn mà là 3.400.000 đồng thì bên em sẽ tặng thêm anh em cái bộ chân đế kê loa và kê ly. Đấy. Nó lịch sự sang trọng cho cái nâng cao cái dáng và tôn dáng cái bộ dàn. Còn nếu như anh em mua hàng chuyển khoản đủ và không lấy bộ chân đế thì bên em sẽ đổi sang là bao ship cho tất cả anh em luôn. Tổng giá em bán là một chuyển là 3.400.000 đồng, giá đã gồm đầy đủ phụ kiện anh em nhé. Đấy, mọi chi tiết hệ mua hàng anh em liên hệ số Zalo là chung 0975 575 572. Em nhắc lại số Zalo 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.